Tối qua 5 tháng 8 tại nhà thi đấu thể dục thể thao, Sở Văn hóa Thể thao đã tổ chức khai mạc và thi đấu giải khiêu vũ thể thao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mở rộng năm 2023. Tham dự giải khiêu vũ thể thao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mở rộng lần thứ nhất có hơn 100 vận động viên đến từ 13 đoàn câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh là Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Đắk Lắk, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh. Các vận động viên thi đấu ở năm lứa tuổi gồm có 4 nhóm tuổi: thiếu nhi 1 từ 8 đến 9 tuổi, thiếu nhi 2 từ 10 đến 11 tuổi, thiếu niên 1 từ 12 đến 13 tuổi và thiếu niên 2 từ 14 đến 15 tuổi. Nội dung thi đấu gồm đồng diễn Latin với các điệu nhảy như cha-cha-cha, rumba, jai, samba, paso doble, đồng diễn standard với các điệu nhảy như van, tango, sweet steps, foxtrot, Venus van. Kết thúc giải, các vận động viên thuộc đơn vị Bà Rịa Vũng Tàu giành 24 huy chương vàng, 21 huy chương bạc, 14 huy chương đồng, xếp hạng nhất toàn đoàn.